Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mua Bán cho Tôi Của Lợi. Hôm nay em Lợi xin giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Ford Ranger sản xuất năm 2017, số tự động một cầu máy dầu màu đen. Chiếc xe được đánh giá là khá là đẹp về qua bên em kiểm tra và khẳng định với quý anh chị là một chiếc xe đẹp. Chiếc xe sản xuất 2017 mà số tự động, với chất xe chạy được 3 vạn và toàn bộ sơn zin còn khá là nhiều đến 95%, và một dàn lốp và theo xe. Xe tên tư nhân, đăng ký biển Hà Nội 29C85523. Về chiếc xe thì bên em khẳng định cam kết với quý anh chị là tổng thể vỏ bên ngoài, cánh cửa, cốp trước cốp sau đều là chỉ zin theo xe và đều nguyên bản theo xe. Máy số không bị ngập nước, và nếu quý anh chị nào mà đến phát hiện ra đâm xô ngập nước hoặc là đã thay thế cánh cửa thì bên em bồi thường quý anh chị 50 triệu tiền đi lại. Về chiếc xe này thì bên em cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 60-70% giá trị của xe. Đây là toàn bộ về phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe thì khá là đẹp. Đèn pha, đèn gầm rất chi là sáng và nguyên zin theo xe. Xe biển Hà Nội 29C85523. Và toàn bộ cái sơn zin của cái capo này nó rất chi là bóng và đẹp. Đèn pha hai bên là khá là đều nhau và nguyên bản. Toàn bộ kính đèn thì đều là zin theo xe và đăng kiểm còn khá là dài. Đây là toàn bộ cái phần gầm của chiếc xe. Về phần gầm của chiếc xe thì chiếc xe không chạy công trường nên cái phần gầm này nó khá là đẹp. Đấy. Với động cơ 2.2 số tự động đi khá là tiết kiệm máy dầu. Đây là toàn bộ cái phần lốp xe la răng và sassi này không có dấu hiệu bị han gì và sơn zin toàn bộ. Sassi khá là đẹp từ cái núm nhựa của cái này này. Đấy, nó khá là mới và đẹp. Đây góc quay này thì các bác nhìn cái đèn hậu của chiếc xe này, nó trong vắt và nguyên zin. Về cái phần gầm của chiếc xe, toàn bộ phần gầm này sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Đây là toàn bộ phần lót thùng của chiếc xe, lót thùng thì khá là mới. Các cái phần ốc tai này, ốc đèn này đều là nguyên bản từ đầu. Về phần nội thất bên trong thì khá là mới và đẹp. Toàn bộ nội thất là được trang bị ghế da màu đen. Đây là hàng ghế phía trước của chiếc xe. Với cái vô lăng này cực kỳ mới và đẹp. Đấy. Vô lăng không có dấu hiệu bị mòn. Và hàng ghế lái, với cái ghế lái này rất chi là căng. Toàn bộ bóng khí hai bên thì đều là nguyên zin. Xe điều hòa âm thanh thì đều hoạt động rất là tốt. Các cái phần tay nắm này, mở cửa cả cái xe này chưa có dấu hiệu bị sơn lại và cực kỳ đẹp. Về các cái phần chỉ bốn cánh cửa thì bên em khẳng định cam kết với quý anh chị là chỉ zin. Và thông số kính thì đều là của hãng Ford và năm sản xuất 2017 hết. Toàn bộ đều là của hãng Ford hết. Bên em đã kiểm tra bậc lên xuống của chiếc xe khá là mới và đẹp đây. Đấy. Từ các cái ốc tai, ốc bản lề này, nguyên zin sơn đánh dấu và chưa có dấu hiệu bị tháo lắp. Bàn đạp phanh ga của chiếc xe thì khá là mới. Về các cái phần ốc cột đây, cột thì đều là nguyên bản và cột sơn zin hết toàn bộ. Vâng, đây là cái hàng ghế, à, hàng cánh cửa phía sau của bên lái chỉ zin hết toàn bộ. Tay nắm mở cửa khá là đẹp, táp bi cánh cửa. Về cái phần ghế trần thì nguyên bản từ đầu. Vô lăng này khá là mới và đẹp. Củ số, số tự động, máy dầu. Đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe. Toàn bộ là chỉ zin hết toàn bộ quý anh chị ạ. Tay nắm mở cửa khá là đẹp.
các cái phần thông số bậc lên xuống, xe được trang bị thêm lắp chắn sàn. Cánh cửa phía trước đây chỉ zin hết, và thông số kính thì đều là năm sản xuất 2017 của hãng Ford hết toàn bộ. Các cái phần cột này tem mác là nguyên zin, ốc chưa tháo lắp. Đây là toàn bộ về phần động cơ của chiếc xe. Động cơ thì cam kết với quý anh chị là máy số là nguyên zin, không có dấu hiệu bị tháo lắp, và sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên, cổ bô cổ xả khá là sáng và đẹp. Các cái phần ốc tai này, ốc cabo đều là nguyên bản. Két nước này chưa có dấu hiệu bị tháo lắp, ốc két nước này ạ. Ốc đèn. Vâng, đây là tiếng động cơ đang hoạt động đây, máy chạy khá là êm. Vâng, vừa rồi em Lội vừa quay giới thiệu đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc Ford Ranger màu đen biển Hà Nội 29C85523. Chiếc xe số tự động, một cầu, máy dầu. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lội qua số điện thoại 0986 265 090. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.